Thân ái mến chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh youtube của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Các bạn thân mến, hôm nay, ngày 2 tháng 7 năm 2023, đánh dấu 47 năm Sài Gòn bị cướp mất tên. Tôi xin gửi đến các bạn, cách riêng là những người dân miền Nam, tâm tư và niềm xúc cảm của tôi trong dịp này. Xin các bạn dành ít phút để theo dõi và cảm thông với sự đau thương và quốc hận trong lòng tôi Xin cảm ơn tất cả các bạn. 47 năm Sài Gòn bị cướp mất tên, đau thương và quốc hận. dây phút chia ly. Chiều tối ngày 17 tháng 4 năm 1977, nhóm chúng tôi 30 350 người tù từ trại Gia Rai tỉnh Long Khánh bị cầm tay từng đôi một và đẩy lên đoàn xe quân đội đang chờ sẵn Mặc dù bị nhốt trong xe bịt bùng, nhưng theo hướng xe chạy tôi lúc biết là xe đang bị hứa Sài Gòn. Một thời gian sau, xe dừng lại. Lúc đó mới biết là bến Tân Cảng ngay đầu cầu xa lộ Sài Gòn. từ bến tàu có rất đông công an nói rạc giọng miền Bắc, trang bị súng ống đạn dược đầy người, tay cầm đèn bấm, qua đi quét lại liên hồi. Nhìn xuống sông, một chiếc tàu biển loại lớn có tên là Sông Hương đen lù lù như một con thủy quái dưới nước vừa mới trồi lên. Sau khi xuống xe, chúng tôi đứng chờ khá lâu. Phần tôi, vì đã biết rõ số phận của mình, sẽ bị đưa ra bắt khởi đầu cho kiếp sống lưu đài. Nên tôi cố mở to đôi mắt để cố ghi nhận càng nhiều càng tốt hình ảnh của Sài Gòn thân yêu mà tôi biết là sẽ rất lâu hoặc chẳng bao giờ còn gì thấy lại được. Sau khi chờ đợi chán chê, chúng tôi được tháo công và từng người một lần bước lên những chiếc thang kỳ dị dẫn bên thành tàu. Chiếc thang này do tù nhân trại Gia Ra đóng mà đã có một thời chúng tôi thắc mắc về nó. Khi lên tới bông tàu, chúng tôi, tôi băng qua một đoạn đường ngắn để tới một ô cửa. Trước khi bước vào, tôi quay lại nhìn toàn bộ khung cảnh Sài Gòn lập lè trong bốn đêm lần cuối. Lúc đó tôi tự hỏi, không biết mình còn có dịp nhìn lại Sài Gòn yêu dấu nữa hay không? Cái cảm giác sắp phải từ giã Sài Gòn, phải chia lìa người yêu và không hẹn ngày gặp lại khiến cho lòng tôi tan nát. Hai à, nước mắt tôi ứa ra là mờ cảnh vật chung quanh. Sài Gòn trong lòng tôi. giây phút đó, hình ảnh Sài Gòn như người yêu xinh đẹp, duyên dáng bất ngờ hiện lên xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi nhớ lại, Các quán đời tôi lúc cho tới lúc đó luôn gắn liền với Sài Gòn. Lần đầu tiên tôi đi Sài Gòn lúc 14 tuổi là một biến cố vĩ đại trong đời tôi cho tới lúc đó. Cho dù sau này nếu tôi còn sống sót và có dịp đi đến nơi nào khác trên thế giới, chắc chắn sẽ không có được cái cảm xúc mãnh liệt như lần đầu tiên tôi đi Sài Gòn lúc đó may mắn là khi lớn lên tôi được học ở sài gòn tôi sống ở sài gòn tôi biết nhận diện cuộc đời tôi từ sài gòn tôi chứng kiến thăng trầm chính trị của đức tôi tại sài gòn tôi thủ phong linh mục tại sài gòn tôi được hưởng thời gian hạnh phúc và tuyệt vời nhất trong đời tôi tại sài gòn có thể nói sài gòn là tôi và tôi là sài gòn Tôi yêu Sài Gòn như Sài Gòn đã yêu tôi. Tôi bắp um Sài Gòn trong tim tôi như Sài Gòn đã ôm um ấp cuộc đời của tôi. Tôi không thể nào tưởng tượng được có lúc tôi phải mất Sài Gòn. Mất Sài Gòn là tôi mất tất cả. Mất Sài Gòn là mất chính người của tôi. Ôi Sài Gòn xinh đẹp. Sài Gòn mỹ miều. Sài Gòn duyên dáng. Sài Gòn trinh nguyên trong lòng tôi ơi. Sài Gòn có biết là lúc này tôi đau buồn vô hạn thì sắp phải rời xa Sài Gòn là người yêu muôn thở trong làm tôi không? Tôi đã đau thấu tâm can khi nhớ lại cái ngày 2 tháng 7 năm 1976 đáng nguyền rủa đó. Ngày đó, cái thắng trận từ miền Bắc tràn vào đã làm nhục nàng bằng cách mất bỏ tên Sài Gòn xinh đẹp của nàng đi để thay vào giấy khai sinh của nàng một cái tên thành phố Hồ Chí Minh một tên vô tùng kinh tổm đối với người dân miền Nam. Cái tên của một thay ma thối rửa đang nằm trong nhà Hoàng Bá Đình. Hành động vô nhân bạo ngược này được hợp thức hóa bởi cái nghị quyết vô cùng quái đản của hội Bù Nhìn, nước Cộng hòa sau chủ Việt Nam. Dưới đây, tôi xin đọc nguyên văn. Hà Nội ngày 2 tháng 7 năm 1976, nghị quyết xét rằng nhân dân thành phố Sài Gòn Gia Định luôn luôn tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tha thiết với việc thành phố mang tên người. Xác rằng, trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, thành phố Sài Gòn Gia Định đã không ngừng phát huy truyền thống bất quốc kiên cường của tộc ta lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng được dinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại. Sau khi thảo luận đề nghị đoàn chủ tịch kỳ quốc hội quyết nghị chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn gia đình là thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin đọc lại câu này. Chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn gia đình là thành phố Hồ Chí Minh. Trường Chinh đã ký. cái thưa toàn thể đồng bào Việt Nam, đặc biệt là người dân miền Nam, tôi cảm thấy lộn giọng và buồn nôn khi được cái nghị quyết vô cùng quái đảng và trơ trẽn đó. Nhất là cái câu láo khoét và thối tha sau đây. chắc rằng nhân dân thành phố Sài Gòn Gia Định luôn luôn tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tha thiết với việc thành phố mang tên người. Tới đây, tôi sẽ dừng lại. Để mời toàn thể người dân miền Nam, đặc biệt là người dân thành phố Sài Gòn Gia Định, Hãy để ra một phút đọc lại từng chữ cái câu vô cùng láo khoét và thối ta đó đi. Rồi trả lời cho tôi biết. Có người dân thành phố sự hội dạy nào trước ngày 30 tháng 4 1975 luôn luôn tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh không? Có hay không? Có người dân thành phố Sài Gòn như thế nào trước ngày 30 tháng 4 75 tha thiết với việc thành phố mang tên người không? Có hay không? Theo tôi, việc chế độ Cộng sản đổi tên thủ đô Sài Gòn thân yêu của người dân miền Nam trở thành thành phố Hồ Chí Minh sau khi chúng đến cướp được miền Nam là một tội ác trả thù ghê gốm và thâm độc nhất đối với thành phần dân tộc bại trận miền Nam mà chúng gọi là bọn ngụy. Chữ bị ở đây có nghĩa là thành phần phản loạn thành phần cấu kết với kẻ thù. Chính bọn quỷ đó đã anh dũng chống cự sự xâm lược của bọn quỷ đỏ cộng sản tham tàn từ Mỹ Bắc tràn vào. Họ đã kiên cường chống cự hàng mấy chục năm trời cho tới trưa ngày 30 tháng 4 1975 mới phải chịu buông xuống đồ hàng. Do đó, sau cái đánh cướp được miền Nam, người Cộng sản đã trả thù bọn Nguyễn bằng nhiều cách và nhiều mức độ khác nhau. Trước tiên với biện pháp lùa bọn ngụy vào tù, mà chúng gọi bằng cái tên lừa đảo đầy gian trá và lưu manh là đi học tập cải tạo. Cái đến là đẩy vợ con bọn ngụy đi vùng kinh tế mới. Rồi tới màn cướp đột nhà cửa tài sản của bọn ngụy rủi con cái bọn ngụy ra khỏi trường học đó, vân vân như vậy đó chỉ mới là những món khai vị so với hành động trả thù gốm ghê thâm độc nhất là người cộng sản quyết tâm triệt tiêu nhà thờ tổ của bọn ngụy bằng cách khai tử tên sài gòn và thay vào đó cái tên vô cùng kinh tổn đối với người dân miền nam đó là cái tên hồ chí minh ôi còn nỗi đau nào hơn còn nỗi dục nào hơn cho số phận thành phần dân tộc bài trận miền Nam bây giờ là bị mang thêm cái tên Bộ ngụy Sài Gòn bị chó vả qua mèo vả lại chưa hết chỉ 4 tháng sau vào ngày 23 tháng 11 năm 1976 Sài Gòn bị một cú đạp trí mạng khác tống thẳng vô mặt lần này bởi một tổng giáo phận lớn nhất miền Nam của giáo Hội Công giáo là Tổng Hương Sài Gòn. Chính Tổng giáo phận này đã lập đơn xin Tòa Thánh Vatican đã đổi tên Tổng giáo phận Sài Gòn ra Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Theo như tài liệu ghi trong niên giám 2004, Giáo hội Công giáo Việt Nam, nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội 2004, trang 692. Ôi Sài Gòn, tội tình gì mà còn phải chịu cảnh chó vả qua mèo giả lợi trong năm 1976 như thế này đối với tôi cái gọi là tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh là một cái quái thai dị dạng trong lòng do của giáo Việt Nam ai cũng biết là người cộng sản không quan tâm gì tới việc các tôn giáo của hội công giáo mang tên gì chúng chỉ quyết tâm triệt tiêu bằng được cái tên Sài Gòn vì người cộng sản biết rằng sài gòn là nhà thờ tổ của người dân miền nam sài gòn là linh hồn của người dân miền nam sài gòn là giá trị tinh thần tối thượng của người dân miền nam sài gòn là con tim là khối ốc của người dân miền nam sài gòn là niềm kiêu hãnh của người dân miền nam Sài Gòn, là Hồ Ngọc Viễn Đông đối với thế giới bên ngoài. Sài Gòn là tổng hình dinh của lực lượng đối kháng chống lại sự tàn bạo vô nhân của chế độ Cộng sản Việt Nam. Triệt tiêu được Sài Gòn đồng nghĩa với triệt tiêu được tất cả giá trị tinh thần của người dân miền Nam. Vậy, tại sao Hồ Công giáo lại tiếp tay với chế độ phản dân tộc đó trong mưu triệt tiêu tên Sài Gòn? tôi quyết tâm nếu tôi sống sót sau kiếp lưu đài và khi nào điều kiện hoàn cảnh cho phép tôi sẽ đặt lại vấn đề này một cách thật rốt ráo tôi không thể nào chịu được sự nhục nhã và mà cảm tội lỗi khi hội công giáo việt nam mà tôi là một linh mục trong đó lại bị dân tộc việt nam và các tôn giáo bạn khinh bỉ và nguyền rủa bị coi là một tôn giáo su thời su thế một tôn giáo giống như con cách kè biết khôn ngoan thay đổi màu da tùy hoàn cảnh để được yên thân. Một tôn giáo biết thức thời với chiến thuật nắng chiều nào che theo chiều nấy. Tôi không thể nào chấp nhận được về sau này trong lịch sử Việt Nam ghi lại. Sau khi Cộng sản từ miền Bắc tràn vào đánh cướp được miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng đã quyết tâm triệt tiêu tên Sài Gòn là nhà thờ tổ của người dân miền Nam bằng cách đổi ra tên thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 7 năm 1976. Hành động vô nhân và bối lưng này của chế độ Cộng sản còn được tiếp tay của giáo hội Công giáo qua việc vứt bỏ tên Tổng giáo phận Sài Gòn để ôm vào cái tên Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 11 năm 1976. Nhưng chẳng thấy người dân miền Nam nào dám công khai lên tiếng phản đối tội ác xúc phạm tới lịch sử, văn hóa, tâm tình và lương tri của người dân miền Nam. Tôi, Linh Mục hiệu Hữu Lễ, một người dân miền Nam công khai lên tiếng phản đối hành động vô nhân và bạo ngược của chế độ Cộng sản Việt Nam qua việc đổi tên Sài Gòn ra tên thành phố Hồ Chí Minh. Tôi công khai lớn tiếng kêu gọi toàn thể đồng bào miền Nam tẩy trừ tên quái đảng thành phố Hồ Chí Minh ra khỏi môi miệng của mình. Tôi, Linh một Nguyễn Hữu Lễ, một người công giáo miền Nam, công khai lên tiếng phản đối thái độ đón gió trở cờ của Tổng giám Sài Gòn qua hành vi tiếp tay với âm mưu tiêu triệt tiêu tên Sài Gòn bằng cách vứt bỏ tên tổng trong Sài Gòn đi để ôm vào cái tên tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Tôi công khai lên tiếng kêu gọi toàn thể đồng bào công giáo Việt Nam tẩy trừ cái quái thai tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh ra khỏi môi miệng của mình. Tôi luôn khẳng định rằng chế độ chính trị nào rụng sẽ qua đi Điều đại nào Rồi cũng sẽ sụp đổ Chỉ có dân tộc là trường tồn Đó là Quy luật bất biến của lịch sử Theo quy luật này Thì chế độ Cộng sản Việt Nam Sớm hay muộn gì Rồi cũng sẽ bị sụp đổ Và Sài Gòn là trở về Với người dân miền Nam Bài học lịch sử Ở Liên Xô còn chưa ráo mực Bởi việc quán đổi hai cái tên Leningrad và St. Petersburg. Sau khi chế độ Cộng sản Liên Xô là quan thầy của chế độ Cộng sản Việt Nam bị sụp đổ vào năm 1991. Tôi không biết khi chế độ Cộng sản Việt Nam sụp đổ rồi thì cái quái thai dị dạng tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh sẽ là biến đổi thành cái gì? Câu hỏi này tôi dành cho những người có trách nhiệm trong cái gọi là tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh phải trả lời. Kính thưa tất cả quý khán giả thân mến. Lúc này tôi đã đứng trên bông tàu sông Hương. Bất ngờ một cơn xúc động mãnh liệt vồ lấy tôi. Lòng tôi quặn thắt đau. Cổ tôi tắt nghẹn. Nước mắt tôi dâng tràn lăn dài xuống má tôi sắp sửa từ giả Sài Gòn yêu dấu để bước vào kiếp lưu đài của một người tù biệt xứ. Nước mắt vẫn lưng trồng. Tôi quay về với thực tế, bước theo các bạn tù, lần mò bước xuống từng nấc của chiếc cầu thang hẹp, dẫn tới hầm đào tàu tối đen bên dưới. Hãy để cho Rương Tri lên tiếng. Kính thưa các bạn khán thính giả thân mến, hôm nay, ngày 2 tháng 7 năm 2023, đánh dấu 47 năm Sài Gòn bị cướp mất tên. Tôi ghi lẽ ở đây tâm tình và cảm xúc của tôi vào đêm 17 tháng 4 năm 1977, khi tôi sắp phải xa rời Sài Gòn thân yêu để bước lên tàu sông Hương. Mặc dù đã 47 năm qua rồi, nhưng mỗi năm vào ngày này lòng tôi lại dễ lên nỗi đau thương và niềm quốc hận. Tôi thiết nghĩ, ngày 2 tháng 7 hàng năm cũng là thời điểm thích hợp để người dân miền Nam, đặc biệt là người dân của hai thành phố Sài Gòn Gia đình nhìn lại sự kiện Sài Gòn bị mất tên một cách thật rốt ráo, qua hai phương diện, tình và lý. Dịp này, tôi tất cả đồng bào Việt Nam cách riêng là những người dân miền nam đang sống trong nước cũng như hải ngoại hãy để lương tri của mình lên tiếng trả lời hai câu hỏi đơn giản sau đây câu hỏi số 1 xét về tình bà lý thì tên sài gòn và tên thành phố hồ chí minh tên gọi nào phù hợp hơn cho người dân miền nam nói riêng và cho toàn thể dân tộc việt nam nói chung Câu số 2 Xét về tình bà Lý Thì tên Tổng giáo phận Sài Gòn Và tên Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh Tên gọi nào Phù hợp hơn cho người Cộng giáo Việt Nam Tôi vẫn biết Có một số người không dám công khai lên tiếng Trả lại câu hỏi đó Nhất là những người dân đang sống trong nước Lý do tại sao Chắc không cần phải nói ra ở đây mặc dù tận trong số sâu thẳm nhất lương tri họ đã có câu trả lời rồi ở đây tôi không đề cập tới phương diện chính trị vì trong chính trị thì lý kẻ mạnh bao giờ cũng thắng như trong chuyện ngụ ngôn chó sói và cừu non của jean de la fontaine và như cái quyết nghị quái đảng chỉ vỏn vẹn có 16 chữ ngày 2 tháng 7 năm 1976 của Quốc hội Bù Nhìn nước Cộng hòa xã Việt Nam chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn gia định là thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế ai cũng biết là không bao giờ chế độ Cộng sản Việt Nam trả tên Sài Gòn cho người dân miền Nam khi họ còn đang nắm quyền. Điều rất dễ hiểu việc sát ướp của Hồ Chí Minh hiện đang nằm trong nhà Hoàng Ba Đình, được người cộng sản ra sức đắp vá, tô vẽ, sơn phết để làm bùa hộ mệnh cho chế độ. Tôi chỉ nêu lên sự kiện Sài Gòn bị cướp mất tên để cho thấy hành động trả thù gống ghê và độc ác của người cộng sản từ miền Bắc đối với thành phần dân tộc bại trận miền Nam như thế nào qua bài viết này tôi muốn nói với những người dân miền Nam nào mà trước đây vì vô tâm hoặc vì ngu muội không kém hiểu gì kém hiểu biết đã mở miệng ra gọi cái tên quái đảng thành phố Hồ Chí Minh thay cho tên Sài Gòn như thế là những người đó đã tự làm nhục mình những người đó đã tự bôi trò trách trấu lên mặt của chính mình Trong dịp này, tôi muốn nhắn gửi thế hệ trẻ miền Nam, đặc biệt là thế hệ sinh ra và lớn lên sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Các bạn chỉ được nghe tuyên truyền một chiều về nhân vật Hồ Chí Minh, nào là bác Hồ Kính Yêu, nào là cha già dân tộc vân vân Người Cộng sản ra sức đánh bóng Hồ Chí Minh thì một nhân vật quyền thoại để dùng làm điểm tựa cho chế độ để có được sự quân bình trong nhận thức. Các bạn hãy dùng khả năng học vấn và lý trí của mình để tìm hiểu mặt trái của nhân vật này. Từ đó các bạn có đủ dự kiện đánh giá về Hồ Chí Minh, nhất là vai trò của con người đó trong các cuộc thảm sát kinh hoàng của gia tộc Việt Nam chúng ta như cuộc cải cách ruột đất ở miền Bắc và như cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân ở miền Nam. Qua đó, các bạn mới biết sự thật. Hồ Chí Minh là con người như thế nào và tội ác của nhân vật đó đối với dân tộc việt nam và cách riêng là đối với thành phần dân tộc miền nam ra sao do đó mỗi khi các bạn mở miệng ra gọi cái tên thành phố hồ chí minh thay vì tên sài gòn là các bạn đã vô tình bị rơi vào âm mưu thâm độc của người cộng sản để chửi cha thành phần dân tộc miền nam trong đó có cha, mẹ, ông bà và tổ tiên của các bạn. Cuối cùng, tôi mong đón nhận ý kiến của nhiều người và nhiều giới trong vấn đề này, kể cả những ý kiến trái chiều với lý luận hợp tình hợp lý. Riêng câu bình luận với lẽ tục tầng hạ cấp sẽ không được tôi để ý tới và chủ tài khoản của các người đó. Sẽ bị lội ra khỏi trang Facebook cá nhân của tôi. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Auckland, New Zealand ngày 2 tháng 7 năm 2023, đánh dấu 47 năm Sài Gòn bị cướp mất tên. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người khởi xướng và đại diện phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn.